Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 14 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, quý 1 năm 2024, hoạt động xuất khẩu các sản phẩm thủy sản của tỉnh tương đối ổn định. Tổng giá trị xuất khẩu chính ngạch đạt hơn 11,6 triệu đô la Mỹ, giá trị xuất khẩu tiểu ngạch đạt 12,3 triệu đô la Mỹ. Một số sản phẩm thủy sản xuất khẩu đạt giá trị kinh tế cao như chả cá surimi đạt hơn 1,42 triệu đô la Mỹ. Ngao xuất khẩu đạt hơn 1,9 triệu đô la Mỹ, bột cá đạt giá trị gần 8,3 triệu đô la Mỹ. Các sản phẩm thủy sản của tỉnh được xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Trung Quốc, Tây Ban Nha, Úc, Philippines. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với các sở ngành đơn vị liên quan theo dõi biến động thị trường và tìm kiếm các thị trường xuất khẩu chính ngạch tiềm năng, góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu cho các sản phẩm thủy sản của tỉnh trong những tháng cuối năm. Quý 1 năm 2024, doanh thu bán lẻ hàng hóa và một số ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt gần 46.000 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thương mại đã tìm các giải pháp phù hợp để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm dịch vụ. Theo Sở Công Thương Thanh Hóa, quý 1 năm 2024, các doanh nghiệp, nhà phân phối trên địa bàn tỉnh đã chủ động nguồn cung, ổn định giá cả hàng hóa, chú trọng chuyển đổi số, ứng dụng thương mại điện tử để khai thác các thị trường khách hàng mới, tích cực tham gia các hội chợ triển lãm, các chương trình khuyến mại để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm dịch vụ. Nhiều dự báo cho rằng sức mua sẽ tăng trưởng trong quý 2 năm 2024, đặc biệt là doanh thu trong hoạt động dịch vụ du lịch. Đón bắt cơ hội này, các đơn vị doanh nghiệp đều sẵn sàng nguồn cung hàng hóa và đưa ra các chương trình khuyến mại thúc đẩy kinh doanh. Chúng tôi sẽ là có những cái hoạt động ví dụ như là về chương trình bí quyết mua sắm và giá sốc cuối tuần và những cái chương trình khuyến mãi kích cầu hàng tuần đối với khách hàng. Chúng cam kết là chờ có 1.000 mặt hàng luôn luôn bình ổn giá để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn đẩy mạnh thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng, yêu cầu các ngành địa phương đơn vị tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thúc đẩy lưu thông hàng hóa gắn với quản lý giá và bình ổn giá cả thị trường. Những giải pháp đồng bộ được triển khai sẽ là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy tăng trưởng dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh, cán đích mục tiêu đạt 188.000 tỷ đồng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2024. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên phải hoàn thành và đóng điện chậm nhất ngày 30 tháng 6 năm 2024. Thời gian còn lại không nhiều. Hiện nay, các ban quản lý dự án công trình điện đang đôn đốc các nhà thầu dồn toàn lực để thi công, quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên có hai dự án thành phần đi qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa là nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 Thanh Hóa và Thanh Hóa Quỳnh Lưu. Theo đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Bắc và miền Trung, nhờ sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương cùng sự ủng hộ của người dân trong việc bàn giao mặt bằng sớm, hai dự án thành phần này đều đang được triển khai thuận lợi. Dưới sự sát sao đôn đốc liên tục từ chủ đầu tư, tính đến ngày 16 tháng 4, trên toàn tuyến hai dự án đi qua tỉnh Thanh Hóa, các nhà thầu đã hoàn thành múc móng được 248 trên 380 vị trí, lắp dựng xong 48 cột thép và đang tiến hành lắp dựng 49 cột thép. Quá trình thực hiện ở công trường thì chúng tôi cũng liên kết kết nối với lại cả đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu xây lắp thường xuyên điều độ tại công trường. Bằng mọi biện pháp chúng tôi đều là tìm ra cách giải quyết nhanh nhất, gọn nhất, để mục đích nhà thầu có thể triển khai ngay và không để lại những vướng mắc trong mỗi ngày làm việc. Nhà thầu rất là phối hợp, thường xuyên có điều chỉnh trong công tác điều hành xây lắp cũng như bố trí tổ đội, thiết bị, nhân lực cũng như phương thức thi công nhằm mục đích hoàn thành tiến độ. Để đảm bảo tiến độ dự án, tỉnh Thanh Hóa cũng đã chỉ đạo các đơn vị địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các nhà thầu trong quá trình thi công, tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ dự án. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn gần 2 tuần nữa là sẽ đến kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày. Đây được xem là thời điểm vàng để các địa phương, các khu điểm du lịch và doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa du lịch hè 2024. Và tín hiệu đáng mừng là đến thời điểm này, nhiều khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt 80-90% công suất, thậm chí có nơi đã đạt 100% công suất phục vụ. Trong dịp nghỉ lễ năm nay, du lịch biển Thanh Hóa tiếp tục khẳng định sức hút khi từ vài tuần trước, nhiều khu điểm du lịch đã full phòng nghỉ. Đến thời điểm này, hệ thống các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, homestay trên địa bàn tỉnh đều có sự chuẩn bị, sẵn sàng về cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách. Đợt lễ 30 tháng 4 một năm sắp tới, sau kỳ nghỉ lễ dài,
nên chúng tôi luôn cố gắng tạo mọi điều kiện, chuẩn bị đầy đủ đội ngũ nhân lực. Hy vọng khu du lịch văn hóa Hàm Rồng của chúng tôi cũng giống như Động Viên Sơn sẽ liên kết với các tour du lịch biển như Sầm Sơn, Hải Tiến hay các tour du lịch cộng đồng Pù Luông, Thành Nhà Hồ để tạo cho du khách có thể đến với Thanh Hóa có rất nhiều trải nghiệm và phát huy tối đa các giá trị danh thắng tại tỉnh Thanh Hóa. Ban chỉ huy công trường đã yêu cầu các nhà thầu tham gia thi công trên resort Hai Kinh Lake là đẩy nhanh tiến độ bằng cái phương án là tăng ca, tăng người và làm xuyên ngày đêm không nghỉ, kể cả ngày lễ, nhất là cái dịp mà chuẩn bị cho 30 tháng 4. Thì với cái chủ trương và cái yêu cầu của tập đoàn là 30 tháng 4 sẽ vận hành thử. Việc đưa vào khai thác các tổ hợp dịch vụ du lịch mới đẳng cấp như Flamingo Ibiza Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa, tổ hợp công viên San Cua Sầm Sơn, phố đi bộ ở thành phố Thanh Hóa, cùng nhiều chương trình sự kiện văn hóa thể thao hấp dẫn đặc sắc. Mùa du lịch hè năm nay, Thanh Hóa hứa hẹn sẽ là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách, góp phần hoàn thành mục tiêu đón 13,8 triệu lượt khách du lịch trong năm 2024. Hiện nay, nhiều người tiêu dùng đã hướng đến việc lựa chọn thực phẩm an toàn. Nắm bắt được nhu cầu đó, những năm gần đây, các cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch trên địa bàn Thanh Hóa xuất hiện ngày càng nhiều. Khảo sát tại một số siêu thị cửa hàng thực phẩm trên địa bàn Thanh Hóa cho thấy, nhu cầu về thực phẩm an toàn của người dân ngày càng tăng so với trước đây. Các mặt hàng như rau, củ, quả tươi, thịt tươi sống được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Thực phẩm ở các cửa hàng này đều có xuất xứ rõ ràng từ các vùng miền trên cả nước, có cả sản phẩm nhập khẩu. Các sản phẩm đều công khai nguồn gốc xuất xứ, dán tem QR code để khách hàng có thể truy xuất nguồn gốc thực phẩm cùng những thông tin cơ bản. Ban đầu thì với cái mặt hàng sạch thì chúng tôi với giá cả nó không được thấp lắm ấy, nên là chúng tôi đi hơi khó. Tuy nhiên thì ngày càng đầu tư vào chất lượng sản phẩm và do nhu cầu thị hiếu của khách hàng nên là dần dần cái lượng khách hàng là ổn định ạ. Theo báo cáo xu hướng tiêu dùng thực phẩm hữu cơ của AC Nielsen, có đến hơn 80% người dân Việt Nam ưu tiên lựa chọn sản phẩm organic cho những bữa ăn hàng ngày bởi tính an toàn, giàu dinh dưỡng. Do vậy, các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm sạch cần tiếp tục nắm bắt cơ hội cũng như triển khai nhiều giải pháp phát triển đa kênh để tiếp cận khách hàng ngày một tốt hơn. Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an phường Lam Sơn và Trường Trung học Cơ sở Cù Chính Lan tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ với chủ đề An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cho giáo viên và học sinh toàn trường. Toàn thể giáo viên và các học sinh của Trường Trung học Cơ sở Cù Chính Lan được cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thanh Hóa tuyên truyền các quy định và hành vi bị nghiêm cấm trong luật giao thông đường bộ, hướng dẫn cho các em kỹ năng đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, điều khiển xe đạp điện và ngồi sau xe máy. Sự cần thiết phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, những lỗi vi phạm giao thông phổ biến ở lứa tuổi thanh thiếu niên, nguyên nhân và hậu quả của tai nạn giao thông, đưa ra các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tham gia giao thông để các em học sinh thảo luận, từ đó giúp các em có thêm kiến thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần hạn chế giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh. Tại buổi tuyên truyền, ban giám hiệu, giáo viên và học sinh của Trường Trung học Cơ sở Cù Chính Lan đã ký cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giáo thông và đảm bảo an toàn giao thông trong cơ sở giáo dục. Sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là một trong những hành vi dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Hành vi này cũng bị cấm theo luật. Thế nhưng hiện nay, vi phạm này vẫn diễn ra khá phổ biến. Trên các tuyến đường, không khó để nhìn thấy người điều khiển ô tô xe máy vừa điều khiển phương tiện, vừa nghe điện thoại, thậm chí nhắn tin. Thậm chí những người giao hàng vừa chở hàng công kênh, vừa nhìn hoặc gọi điện thoại và phóng nhanh vượt ẩu. Hiện nay như tôi thấy, các lực lượng shipper khi tham gia giao thông thường xuyên xảy ra cái tình trạng là xem điện thoại và sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông. Và tôi thấy rất là mất an toàn giao thông khi cho chính bản thân họ và những người tham gia giao thông. Luật giao thông đường bộ quy định người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính. Nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra có đến 80% vụ tai nạn xảy ra do lái xe mất tập trung và sử dụng điện thoại di động là một trong những tác nhân chính gây nên tình trạng này. Tuy vậy, tình trạng sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông vẫn diễn ra khá phổ biến. Điều này cho thấy ý thức chấp hành luật của người dân chưa cao, trong khi việc xử lý vi phạm thời gian qua vẫn còn bỏ ngỏ, chưa đủ sức răn đe. Bản tin thời sự 14 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.